Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Đó. Rất là già cây ha quý vị, để cũng đặt hết trơn nè. Rồi chào em. Rồi xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh một mặt hàng, đó là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Mai tàn và mai phôi đều là giảo Tân Châu. Và mặt bông của em nó là từ 5 cho tới 24 cánh nha mấy anh chị ơi. Bông là bông chùm luôn nha cả nhà nha. Và hình thức của bên em là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Và số hotline của bên em là 0939 779 318. Đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào mã đầu tiên nha mấy anh chị ha. Mã đầu tiên là mã 108 nha cả nhà ơi. 108 ha. Dạ đúng rồi. Rồi chiều cao rồi cô chú anh chị, cao 80. Rồi cái hoành của em nó là cái hoành 30 nha cô chú anh chị. Và đường kính bầu là 50. Đây cả nhà xem giúp em ha. Đây cụm tay cành cũng già cây, nó cũng chảy chảy quá vậy. Cái lô này là ngoài 20 năm rồi nha cô chú anh chị ạ. Rồi xuống đế cái quý vị ơi. Đế đây. Đế cộng bắp quá ha. Kính bầu luôn nè. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi cái mã này mã 108, em giao lưu giá là 2,2 triệu nha cả nhà ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 109 nè. 9. Chiều cao là 60 nha cả nhà. Rồi cái hoành là hoành 31 và đường kính bầu là 40 nha cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà xem giúp em. Rồi để đây quý vị, để đặt hết trơn ha. Này hai em ôm nhưng quý vị ôm đó chắc họ từ nhỏ rồi ha. Để quá kính luôn. Giao luôn như em. Rồi mã 109 em giao lưu giá là 2 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi qua cái mới luôn quý vị. Rồi tiếp theo mã 110, chiều cao là 55 nha cả nhà. Rồi cái hoành này là cái hoành 18 nè. Và đường kính bầu là 33. Rồi, để xây luôn. Đây, cả nhà xem giúp em. Đây, để đây. Kính hết rồi quý vị. Rất là già cây ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã 110 em giao lưu giá 780 ngàn nha cả nhà. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, tiếp theo mã này mã 111 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 75 nha cả nhà ơi. Rồi, hoành 35 và đường kính bầu 45. Rồi, để đặt kẹo luôn. Đây, cả nhà xem giúp em ha. Đây, quý vị, để bắp ha. À, đặt hết trơn quý vị ơi. Không có trống chỗ nào hết trơn ha. À. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi mã 111 em giao lưu giá 2,2 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi qua cây mới quý vị. Rồi tiếp theo mã 112, chiều cao là 40 nha cả nhà. Rồi cái hoành này là hoành 23 và đường kính bầu là 30 nha mấy anh chị. Rồi để kính cái bầu luôn ha. Rồi giao lưu như đem. Rồi cái mã này là mã 112, em giao lưu giá 980 ngàn nha cả nhà. Rồi qua cây mới quý vị. Rồi tiếp theo mã 113, chiều cao 75 nha cả nhà. Rồi hoành này là hoành 31 và đường kính bầu là 40 nha cả nhà. Cây sức khỏe rất là ok nha cô chú anh chị. Đợi để luôn nha quý vị. Dạ cây nổi mấy cái nách nó cũng bung bể bể hết trơn rồi ha. Rồi giao lưu như đây. Rồi cái mã này là cái mã 113, em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 114 nha cả nhà, chiều cao là 70 nha cô chú anh chị. Rồi hoành này là hoành 31 và đường kính bầu là 50 nha cả nhà.
Đây cả nhà xem giúp em. Dừng đi. Đó. Nó già nó chảy rồi nè, không gì. Rồi, xem tiếp luôn. Vậy nó nghe để ha. Đó, già cái nắp nó chảy nhẹ nhẹ hết rồi ha. Để thì kín hết trơn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã này là mã 114 nha cô chú anh chị ơi. Em giao lưu giá là 2,5 triệu, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo, mã 115. Chiều cao 50 nha cả nhà. Quanh này là 23 và đường kính bầu là 40 nha cả nhà. Đây, cả nhà xem. Để nôm dài ha, còn bự luôn. Để kính bầu luôn ha. Rồi, mình giao lưu nhiêu em? Rồi, cái mã này là mã 115 nha cô chú anh chị ơi. Em giao lưu giá là 1,1 triệu, em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo, mã 116 ạ. Chiều cao 45. Quanh 24 và đường kính bầu 25. Rồi, em nghe đế cái gì? Ba nghe điện thoại bơi. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã 116 em giao lưu giá 780.000 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 117 nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao 70 nha cả nhà. Rồi, cái quanh này là quanh 34 nè cả nhà ơi, và đường kính bầu 55. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi, xương cành của diện ngắm nghe kỹ ha. Ra cũng từ từ xuống nè, từ trên xuống ha. Đó. Để, quá trời bắp luôn ha. Chản chản. Rồi, giao lưu nha em. Rồi, cái mã này là mã 117 nha. Em giao lưu giá là 3,3 triệu, em bao ship luôn. Rồi, 3,3 triệu ha. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 118 nha cả nhà. Chiều cao là 55 nha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành này là hoành 37 nè. Và đường kính bầu 50 bầu nha mấy anh chị. Đây, mã 118. Đó, được xịt rồi ha. Đó. Rồi, đế còn đế đây quý vị. Để kính luôn ha. Đó, ok lên đây luôn. Cầm cũng bự luôn nè, chỗ nào cũng có ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã này là mã 118, em giao lưu giá là 2,2 triệu nha cả nhà. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, tiếp theo mã 119 nha cả nhà ơi. Chiều cao là 30. Rồi, cái hoành tổng là hoành 23 và đường kính bầu là 28. Rồi, cũng hai cây ôm nhau ha. 23. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã này mã 119, em giao lưu giá là 500.000, em bao ship luôn. Rồi, cây mới luôn. Rồi, tiếp theo mã 120 đúng không? 120 đúng rồi. 120. Dạ. 120. Rồi, mã này mã 120 nha mấy anh chị nha. Đây dán bài bài đây. Chiều cao là 90 nha cả nhà. Rồi, cái hoành em này là cái hoành 28 thôi cả nhà ơi. Và đường kính bầu là 45. Rồi. Đây, cả nhà xem giúp em. Mã 120 nha cả nhà. Rồi, để quý vị. Đây, để đây. Đó. Mấy cọng rễ này nó cũng bung tược luôn nè. Đây, mạnh quá mạnh này ha. Mình giao lưu nhiêu em? Rồi, cái mã này mã 120, em giao lưu giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu nha mấy chị nha. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 121 nha cả nhà. 121. Chiều cao là 35 nha cả nhà ơi. Hoành này là hoành 18 nè. Và đường kính bầu 27 nha cô chú anh chị. Rồi, để đây quý vị. Mã 121 nha cả nhà. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, em giao lưu giá 620.000, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 122 nha cả nhà. Chiều cao là 50 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, cái hoành này là cái hoành 23 đây. Và đường kính bầu 35 nha cả nhà. Rồi, tay cành lục cục ha.
lục thịt con lắc nhóc luôn ha. À, xuống ghế đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã này mã 122, em giao lưu giá là 650 nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 123 nha cả nhà ơi. Chiều cao 60 nha cả nhà. Cái hoành là hoành 33 và đường kính bầu 45. Rồi. Đây cả nhà xem giúp em. Mã 123 nha cả nhà. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã 123 em giao lưu giá là 2,5 triệu nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 124 nha cả nhà ơi. Chiều cao 1m15. Rồi, hoành này là hoành 34 nha cô chú anh chị. Và đường kính bầu là 55 nha cả nhà. Rồi. Đây cả nhà xem giúp em. Cái cụm tại cạnh trên này ha. Rồi, để luôn quý vị. Này cái da nó bung 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 răng 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 ha. Cái đàn lớn. Còn đế nào nên hết biết còn đế. Quá xa còn đế ha. Rồi, cho luôn như đây. Rồi, mã 124 giá là 3 triệu em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 125 nha cả nhà. Chiều cao là 50 nha cô chú anh chị ơi. Cái hoành này là cái hoành 19 nha và đường kính bầu là 33. 19 hoành nha cả nhà. Rồi, xuống đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 125 giao lưu giá 900 ngàn em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 126 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 52. Rồi, cái hoành này là hoành 21 và đường kính bầu 33 nha cả nhà. Rồi. Dạ cây ha. Giống như nó chảy vậy ha. Giống như nó chảy ha, bệt xuống nè. Rồi, đế quý vị. Đế kính đế ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 126 em giao lưu giá 800 ngàn nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 127 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao 65. Cái hoành này là hoành 18 và đường kính bầu là 30 nha cả nhà. Đây, cụm tay cành quý vị. À, này cũng được bẻ rồi chỉnh sửa lắc 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 ha. Đọc chủ nè. Rồi còn cụm đế quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã này là mã 127 nha mấy chị ơi. Em giao lưu giá là 850 em bao ship luôn. Rồi, qua kỳ mới luôn. Rồi, tiếp theo mã 128 nha cả nhà. Chiều cao là 55. Cái hoành này là em đâu hoành tổng nha cả nhà. Hoành này là hoành 39 nha cô chú anh chị ơi. Và đường kính bầu 45. Rồi. Đây mấy anh chị xem giúp em. Mã 128. Cái vết cắt này kéo nhựa ha. Đó, kéo trắng ở trần rồi ha. Rồi còn để đây rồi quý vị. Để cộng bắp kính bầu ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã 128 em giao lưu giá 2,9 triệu em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo, mã 129 nha cô chú anh chị. Chiều cao này là 35 nha cả nhà ơi. Rồi, cái hoành này là cái hoành 18 và đường kính bầu 29 nha mấy anh chị. Rồi. Rồi, mã 129 nha cả nhà. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã 129 em giao lưu giá là 620 ngàn em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 130 nha cả nhà ơi. Chiều cao 70 nha cả nhà. Rồi, cái hoành em này em đâu hoành tổng nha cô chú anh chị. Hoành là hoành 40 đây và đường kính bầu là 52 nha mấy anh chị ơi.
nguyên cái cụm tay cành trên này ha. Đó. Có cái nhánh tử dưới đây. Rồi, để quý vị, để bít luôn ha. Rồi, giao lưu như thế. Rồi, mã này mã 130, em giao lưu giá là 3,5 triệu nha mấy anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Dạ rồi, tiếp theo mã 131, chiều cao là 45. Rồi, cái quành này là quành 24 và đường kính bầu 35 nha cả nhà. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã này mã 131 nha mấy chị ơi, em giao lưu giá 950, em bao ship luôn nha cả nhà ha. Rồi, và mã 131 này là mã cuối clip của bên em, và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh một mặt hàng là mai giảo Tân Châu nha mấy chị nha. À, anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mà dạng như mai tàn mà mai phôi của giảo Tân Châu á, cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn nha. Và hình thức của bên em là em bao ship toàn quốc nha cả nhà nha. Rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop, và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.